Thưa quý vị, thưa các bạn, những tháng cuối năm, các ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp tăng cường phối hợp để tổ chức, quản lý tốt kênh phân phối hàng hóa, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần vực dậy thị trường cũng như sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ban ngành và đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung triển khai tốt công tác tổ chức, phục vụ Tết. Năm nay, khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam, tâm lý tiêu dùng đã tích cực trở lại và với những ưu đãi mạnh từ sàn thương mại điện tử cùng các đối tác vận chuyển, thanh toán đã đưa thương mại điện tử không chỉ là một xu hướng mà trở thành một thói quen mới của người tiêu dùng Việt Nam. Càng về cuối năm, thị trường thương mại điện tử lại thêm phần sôi động với nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu và kéo dài. Do sức mua thường cải thiện trong dịp này, nên đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thương mại điện tử tận dụng cán đích doanh số. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, các chương trình khuyến mại dịp cuối năm không những kích cầu mua sắm mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Đối với cả doanh nghiệp của mình thì mình cũng coi đó là một cơ hội rất là lớn. Và mình sẽ không đi theo những cái cách kinh doanh thông thường và khác với những cái mô hình bán lẻ truyền thống. Thì Eco 248 ra đời, đó là một sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ và đi theo công nghệ 4.0 để nó mang lại những cái trải nghiệm mua sắm tốt nhất, mang lại cái sự phục vụ khách hàng tốt nhất. Eco 248 thì nó có hệ thống kho và kỹ thuật viên lắp đặt trải dài khắp cả nước. Nếu như là những cái đơn vị thông thường là một cửa hàng bán lẻ truyền thống chẳng hạn thì gần như họ chỉ có thể phục vụ cho những cái người dân ở xung quanh cái khu vực mà cửa hàng đó có mặt tại đấy thôi. Nhưng mà Eco 248 thì lại có thể làm được trên khắp cả nước tại 64 tỉnh và tốc độ phục vụ của Eco 248 là chỉ sau khoảng 24 cho đến 48 giờ mà khách hàng họ đặt hàng trên website. Khách hàng họ sẽ cảm thấy là có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Họ không cần phải ra một cửa hàng trực tiếp mà họ có thể ngồi tại nhà mua sắm trực tuyến, thậm chí là thanh toán trực tuyến luôn. Và chỉ khoảng 24 giờ đến 48 giờ sau là có người phục vụ tận nơi. Năm nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc nhập khẩu nguyên liệu cũng như cung ứng hàng hóa cho thị trường bánh kẹo dịp Tết Nguyên đán. Nhưng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, doanh nghiệp Việt Nam đang có ưu thế cạnh tranh hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp cùng ngành nghề tại nước ngoài. Nắm bắt được cơ hội này, Hải Hà Kotomuki là một trong những doanh nghiệp đã có quyết sách kịp thời, hợp lý hóa chi phí sản xuất, giữ ổn định giá bán để người tiêu dùng có thể chọn mua sản phẩm với chất lượng, giá cả hợp lý, không ngừng hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới, đưa ra các sản phẩm mới dựa trên cơ sở kết hợp giữa tinh hoa bánh kẹo Việt và nét đặc sắc của bánh kẹo Nhật Bản để phù hợp hơn với nhu cầu sức khỏe, khẩu vị người tiêu dùng. Sản lượng bánh kẹo phục vụ Tết Nguyên đán năm nay của doanh nghiệp này tăng 5% so với năm trước. Với hệ thống gần 50 cửa hàng phân bố rộng khắp tại thủ đô Hà Nội và Bắc Ninh, Hải Phòng, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tiếp cận tới người tiêu dùng một cách nhanh nhất trong dịp Tết này. Mặc dù là năm 2020 vừa qua thì dịch bệnh COVID cũng ảnh hưởng đến trong quá trình về tiêu thụ hàng hóa, nhưng Hải Hà Kotomuki thì vẫn đứng vững và phát triển. Hiện nay thì Hải Hà Kotomuki thì đang đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại kết hợp với công nghệ của Nhật Bản và hương vị truyền thống của Việt Nam cùng với hệ thống quản lý ISO 22000-2018. Thì chúng tôi cho ra các cái sản phẩm bánh mứt kẹo, sô-cô-la cao cấp, đảm bảo an toàn vệ sinh chất lượng để cung ứng tới cho khách hàng thị trường được tốt nhất và đảm bảo các cái sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết, sô-cô-la cao cấp để cung ứng đủ cho khách hàng và các doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng trong cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này. Ngày nay, tiêu chí của người tiêu dùng không chỉ là chất lượng, thưởng thức tinh túy dinh dưỡng mà còn là mẫu mã đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp không ngừng tìm tòi để đáp ứng tiêu chí ngày càng cao của người tiêu dùng. Qua tìm hiểu thì được biết Hải Hà Kotomuki là có liên doanh với Nhật Bản trên công nghệ dây chuyền của Nhật. Cho nên là cái vấn đề về sản phẩm và cũng như là chất lượng thì cũng khá yên tâm, cho nên là nhà mình có hai con nhỏ cho nên mình cũng rất yên tâm với cái sản phẩm của Hải Hà Kotomuki. Cộng thêm cái thứ hai đó là cái giá cả nó phải chăng mà mẫu mã thì đa dạng.
Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tăng cường tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, cung ứng đầy đủ hàng hóa cho thị trường và ổn định giá bán, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng sự biến động của thị trường cũng như tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý thị trường, an toàn thực phẩm theo phân cấp và chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh lực lượng thanh tra chuyên ngành, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái nhãn mác để người dân yên tâm mua sắm trong dịp Tết.